Ronaldo béo, thiên tài từ khu ổ chuột và huyền thoại bị định mệnh từ chối. Với những người rất yêu mến tài năng thiên bẩm của Ronaldo de Lima, tiền đạo người Brazil, đơn giản là vì tinh tú mà bóng đá thế giới từng sản sinh sau Pele và Maradona. Nhưng trên hành trình trở thành một huyền thoại, anh không may mắn vì bị chấn thương đầu gối hành hạ liên tục. Dù vậy, người ngoài hành tinh vẫn kịp để lại cho đời những khoảnh khắc xuất thần, từ Inter đến Real, từ cấp câu lạc bộ đến World Cup. Ronaldo chính là đại diện cho thứ bóng đá hoang dại, thứ bóng đá đẹp mà cả thế giới từng mê mệt. Sinh ra đã không như mong đợi. Vừa mới bước vào cuộc đời, cậu bé Ronaldo Luiz Nazario de Lima đã phải đón nhận những trục trặc từ cái tên cho tới giấy khai sinh của mình. Vì nhà thiếu thốn nên phải 4 ngày sau khi con chào đời, ông bố mới xoay đủ tiền để làm giấy khai sinh. Kết quả là tới nay Ronaldo có đến 2 ngày sinh nhật, 22 tháng 9 theo giấy tờ và ngày 18 tháng 9 năm 1976 là ngày sinh chính xác. Ronaldo thần tượng Zico nên là fan của Flamengo. Nhưng do đội bóng huyền thoại này không muốn trả tiền xe buýt nên rút cuộc chú nhúc đầu quân cho Cruzeiro. Nhưng Ronaldo không phải thần đồng tự phong được báo chí thổi phồng như những Messi châu Á, Ronaldo châu Phi ngày nay. Anh là một thần đồng thực sự. 14 tháng trước khi World Cup 94 diễn ra, Ronaldo bùng nổ với 44 bàn thắng trong 47 trận khoác áo Cruzeiro. Ronaldo khi đó còn gầy khẳng khiu để đầu trọc nhưng đã càn quét giải vô địch Brazil và biến các hậu vệ thành trò cười. Dẫn bóng, đánh đầu, sút một chạm, qua người, Ronaldo sở hữu mọi tố chất đó. Ngày 7 tháng 11 năm 1993, Ronaldo khiến bóng đá Brazil ngỡ ngàng với 5 bàn thắng vào lưới Bahia. Nếu 4 bàn thắng đầu tiên cho thấy kỹ năng săn bàn hoàn hảo của một tiền đạo, dứt điểm, đánh đầu, sút bóng, thì bàn thắng thứ 5 lại cho thấy khả năng thính nhạy và tinh quái hơn người của Robéo. Ngày 6 tháng 4 năm 1994, đội bóng của Ronaldo đối đầu Boca Juniors ở Copa Libertadores. Anh dẫn bóng từ giữa sân, chỉ cần một chạm anh vượt qua một hậu vệ, rồi lại tiếp tục đánh bại thêm hai hậu vệ nữa. Đối mặt với thủ môn, Ronaldo tung một cú sút chìm chân trái để ghi bàn. Đó là bàn thắng mà sau này sẽ được tái hiện lại nhiều lần trong sự nghiệp của anh. Tiền đạo được săn đón nhất châu Âu. Sau khi góp mặt ở World Cup 1994, Ronaldo quyết định sang châu Âu lập nghiệp. Sir Alex Ferguson từng tiết lộ là ông từng muốn đưa anh về Old Trafford và chỉ chịu thua khi không thể xin được giấy phép lao động cho anh. Ajax của Van Gaal tưởng như đã chiêu mộ được Ronaldo, nhưng cuối cùng anh lại đầu quân theo chỉ dẫn của Romario. Anh đến PSV với giá là 3,83 triệu bảng. Đó là thương vụ giúp cho Ronaldo đổi đời khi anh được bỏ túi 13% tiền chuyển nhượng. Trận đầu Ronaldo ra mắt, anh chơi ở UEFA Cup gặp Bayer Leverkusen ngày 13 tháng 9 năm 1994. Trận đó PSV thua 4-5 nhưng Ronaldo để lại ấn tượng mạnh hơn bao giờ hết với một hat-trick. Mùa giải đầu tiên trên đất Hà Lan, chàng trai trẻ Ronaldo tiếp tục gây ấn tượng bằng 35 bàn thắng trong 36 trận. Nhưng đến mùa giải thứ hai, mọi thứ bắt đầu khắc nghiệt hơn. Dù ghi 19 bàn trong 21 trận năm đó và giành cúp quốc gia, nhưng Ronaldo gặp mâu thuẫn với huấn luyện viên Dick Advocaat vì thiếu tích cực tập luyện. Quan trọng hơn, anh lần đầu gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối phải. May mắn thay, anh hoàn toàn bình phục chấn thương và chơi vài trận trước khi mùa giải khép lại. Đến mùa hè năm 1996, anh đầu quân cho Barcelona với giá phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới 19,5 triệu đô la. Giống như một đoàn quân. Ronaldo nhanh chóng chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó, bởi chẳng cần tính tới các danh hiệu mà chỉ bằng pha lập công trước Compostela. Anh đã buộc tất cả phải thừa nhận tài năng. Ronaldo đoạt bóng từ phần sân nhà và bất chấp bị đối phương kéo áo, anh thoát qua hai đối thủ, đột phá vào vùng 16m50, loại bỏ tiếp một hậu vệ trước lúc gạt bóng qua mặt hậu vệ khác, rồi sút vào góc gần khi thủ môn lao ra truy cản. Màn trình diễn dài 14 giây đó khiến cả sân sửng sốt trước lúc vỡ òa trong phấn khích. Ngoài đường biên, các ống kính đều thấy cảnh huấn luyện viên Bobby Robson giơ hai tay lên trời, như thể ngay chính ông cũng không tin rằng cậu học trò chỉ vừa mới 20 lại làm được điều đó. Mùa 1996-1997 khép lại, Ronaldo ghi 47 bàn trong 49 trận thi đấu. Nhưng không vì thế mà sự nghiệp của anh vẫn sóng yên biển lặng. Trước khi cùng Brazil tham dự Copa America 1997 tại Bolivia,
Ronaldo đã ghi 23 bàn ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Năm 1994, anh có trận đầu tiên ra mắt Selecao gặp Argentina. Đến Bolivia, với phong độ hủy diệt như đang làm ở Barcelona, Ronaldo cùng các đồng đội thể hiện đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại để nâng cấp vô địch. Sau kỳ Copa đó, Ronaldo với hành trang là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FIFA đến Inter Milan với giá 27 triệu đô la. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết ở bên dưới video. Số phận suýt cướp đi một thiên tài. Mùa giải đầu tiên trong màu áo Inter, Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ không thể cản phá. Anh tiếp tục làm các hậu vệ Ý phải tròn mắt kinh ngạc giống như từng làm ở Hà Lan và Tây Ban Nha trước kia. Mùa giải 1997-1998, anh ghi 34 bàn, trong đó có 25 bàn ở Serie A. Anh giúp Inter Milan lên ngôi vô địch UEFA Cup bằng bàn thắng trong trận chung kết. Anh bước đến World Cup với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong màu áo đội tuyển Brazil. Ronaldo cùng các đồng đội tiến thẳng vào chung kết với hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Truyền thông Ý gọi anh là người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, cơn địa chấn bí ẩn tại trận chung kết World Cup 1998 khiến tuyển Brazil thất bại nặng nề 0-3 trước tuyển Pháp. Ronaldo của mùa 1998-1999 tiếp tục thi đấu xuất sắc, nhưng anh chơi ít đi hẳn do những chấn thương gặp phải. Mọi thứ đổ vỡ ở mùa giải sau đó. Ngày 21 tháng 11 năm 1999, anh gặp chấn thương đầu gối trong trận gặp Lecce. 5 tháng sau, anh trở lại ở lượt đi chung kết Coppa Italia gặp Lazio. Anh chơi đúng 7 phút, nhận bóng, vượt qua hai hậu vệ rồi đổ gục xuống. Gào lên trong đau đớn, Ronaldo ôm lấy đầu gối phải. Các cầu thủ khác trên sân, cả đồng đội lẫn đối thủ đều chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế. Mảnh ghép của giải Ngân Hà. Anh đến World Cup năm 2002 với hành trang là 3 mùa giải liên tiếp gần như không thể ra sân. Để mọi người thôi bàn tán về đầu gối mình, Ronaldo chọn cách cắt quả đầu có 1-0-2. Nhờ đó, tâm lý thi đấu của anh mỗi khi ra sân trút được phần nào gánh nặng. Kỳ World Cup 2002, Ronaldo ghi 8 bàn, bao gồm cú đúp vào lưới Oliver Kahn ở chung kết. Những bàn thắng ở World Cup cho thấy Ronaldo đã phải thay đổi để thích nghi. Trước đây, anh có thể nhận bóng từ giữa sân, đi bóng qua cả hàng phòng ngự đối phương. Giờ đây, anh hoạt động cao hơn, thường xuyên xâm nhập vào vòng cấm đợi bóng. Sau World Cup, Ronaldo đầu quân cho Real Madrid với giá 55 triệu đô la. Anh trở thành mảnh ghép cuối cùng của giải Ngân Hà. Với Makelele làm ông chủ tuyến giữa, Guti, Mark Manaman, Raul, Figo và Zidane phía trên, Ronaldo chính là chân sút hiệu quả nhất với 30 bàn trong 44 trận. Dù vậy, Ronaldo vẫn không có đoạn kết đẹp tại Bernabeu. Anh buộc phải bỏ tiền túi để rời Real Madrid sang AC Milan do kèn trắng không muốn giải phóng hợp đồng. Cho dù tiền đạo này mắc bệnh, béo phì và chấn thương lắc nhắc, còn đội bóng Ý không chịu trả phí chuyển nhượng. Đại diện cuối cùng của bóng đá hồn nhiên. Và thêm lần nữa, số phận lại chơi khăm Ronaldo. Giữa lúc anh đang hăm hở với ý tưởng đưa AC Milan trở lại thời hoàng kim với bộ ba Caparo là Kaká, Alessandro, Pato và anh. Mọi khát vọng sống bỗng tắt ngúm do anh bị tổn thương dây chằng gối trái khi bật nhảy đón đường tạt bóng ở trận gặp Livorno ngày 13 tháng 2 năm 2008. Ở những năm cuối sự nghiệp, khi đã ngoài 30 tuổi, đầu gối của Ronaldo dần không kham nổi những năm dài chinh chiến. Milan từ chối gia hạn hợp đồng mùa hè 2008 khi anh tái phát chấn thương đầu gối trái. Sau 14 năm chơi bóng ở châu Âu, giờ đây Ronaldo quay lại quê nhà Brazil chơi bóng. Nếu không có chấn thương đầu gối hành hạ trong nhiều năm trời, Ronaldo hẳn sẽ còn vĩ đại hơn rất nhiều. Ngay cả cách anh tuyên bố giải nghệ cũng lãng mạn và đẹp như những bàn thắng anh ghi được. Ronaldo chọn ngày lễ tình nhân năm 2011 để thông báo quyết định giải nghệ của anh với hai con trai ngồi kế bên. Ngày tuyên bố giải nghệ, anh cảm ơn câu lạc bộ Corinthians đã cưu mang anh đến ngày cuối cùng chơi bóng. Anh cảm ơn người hâm mộ đã khóc cùng anh, cảm ơn những đồng đội từng yêu quý anh, cảm ơn cả những đối thủ chơi xấu anh, cảm ơn những huấn luyện viên luôn ủng hộ anh và cả những người chỉ trích anh vì họ giúp anh ngày một mạnh mẽ hơn. Làm sao Ronaldo có thể tạo kẻ thù cho mình được chứ? Anh có thể vượt qua đối thủ khiến họ bẽ mặt với những bàn thắng, khiến cổ động viên đối phương điên tiết, nhưng chẳng ai có thể ghét nổi anh. Chỉ cần nhìn nụ cười ngây thơ của Ronaldo trên sân, mọi ý niệm tiêu cực như tiêu tan. Di sản Ronaldo để lại không chỉ là những con số với hơn 400 bàn thắng,
hai chiếc vô địch World Cup và hai danh hiệu quả bóng vàng, anh còn mang theo ký ức và cảm xúc của một thời đại ăn ngủ cùng bóng đá. Người bạn của trẻ em nghèo. Những ngày tháng còn thi đấu cho Barcelona và Real Madrid, hầu như năm nào Ronaldo cũng đứng ra tổ chức trận đấu quyên góp từ thiện. Khả năng chơi bóng siêu việt giúp Ronaldo kiếm được hàng chục triệu đô mỗi năm từ các hợp đồng quảng cáo, tiền lương thưởng của câu lạc bộ. Như danh thủ này thừa nhận, anh luôn dành một phần trong khoản thu nhập khổng lồ đó cho quỹ từ thiện do chính mình thành lập và điều hành. Những bước chân của Ronaldo và các cộng sự cùng chí hướng in dấu ở khắp nơi, từ phi châu đói nghèo dịch bệnh đến Nam Mỹ, với hàng loạt kế hoạch xóa khu ổ chuột, xây dựng các học viện bóng đá cho trẻ em nghèo. Bởi những hoạt động từ thiện không ngừng nghỉ ấy, Ronaldo từng vinh dự được Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc mời làm đại sứ thiện chí. Tất nhiên, từ một cậu bé sống trong các khu ổ chuột tại Brazil, bỗng trở thành triệu phú nhờ bóng đá, Ronaldo không tránh khỏi những tì vết bên ngoài cuộc sống. Hàng loạt mối tình chớp nhoáng cùng các người đẹp, ly dị vợ và thậm chí sở hữu cả con rơi trong một chuyến du đấu châu Á. Nhưng vượt lên tất cả những điều đó, trách nhiệm một ngôi sao mà Ronaldo thể hiện vẫn đáng được ngợi ca. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!